Hai nha, chào người nha. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel mình. Mình là Từ Từ Đường Phố đây. Chào mừng mọi người. Chúng mình rất thoải mái và thư giãn xem clip mình nha. Anh em đừng quên like và share theo kênh nha. Kênh đăng ký bên góc trái mình đây này. Anh em đăng ký kênh và bật chuông thông báo lên để nhận tất cả video mới nhất sắp tới từ mình nha. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Trước khi bắt đầu video hôm nay thì chúng em một buổi sáng vui vẻ nha, ăn cơm miệng và xem video mình cái việc thoải mái nhất. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và ngoài ra mấy anh em đã gặp ok đã chiến đi chơi nữa chưa kênh shop nha. Shop mình để phần mô tả anh em có shop và ủng hộ mình và con nào nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Ok, trở lại video hôm nay thì chúng ta bao điểm qua Evan thời tiết và sau đó lại vui chơi sự kiện nha mọi người nha. Để xem hôm nay có gì nào. Đầu tiên thì chắc chắn thì quét phiên lưu ký rồi anh em. Đây là công việc không thể nào quên được. Tiếp theo nhận hàng Ultra. Nhắc hàng Ultra nhớ qua lên live quên chưa càn quét full cái hàng Ultra rồi anh em. Cần quét cái đấy là lên được chiến nhiều nha. Hôm nay thì thời tiết có gì đây anh em, hôm nay trời đẹp có gì nào, có mưa lớn và tuyết nhiều nhá, 8:58 đến 9:58 là có mưa lớn nhá, 22:22 đến 23:22 thì có tuyết nhiều nhá, anh em tranh thủ thời gian bắt những con Pokemon thì có nha mọi người nhá, tuyệt vời. Ok, tiếp theo là nhờ quản gia làm việc anh em, từ từ hôm nay thì sẽ để lại đấu PK. Ok, nó sẽ để đấu với ca định mệnh nữa, định mệnh quên cho quét rồi. Không nào cho cái định mệnh mà quên mất. Nên chỉ giữ lại cái đấu với ca thôi. Đây, định mệnh bắt đấu luôn đi. Rồi, ok. Evan hôm nay có gì nào? Xem này, Evan hôm nay có gì nào mọi người? Nạp tiền dinh có hot hôm nay thì đế skill nha mọi người nha. Skimmer anh em thực ra là X10 hôm nay cháu Gudun nha. Có anh em là hứng thú liên hệ Facebook nha. Link Facebook mình có đẹp phần mô tả cảm ơn bạn nhiều. Tiêu phí hôm nay thì nhận được mảnh A-shot hệ hộ độc nha mọi người nha. Yêu đái toàn dân. Hình như hôm nay không có. Hôm nay hết X2 rồi anh em. Quả hot vẫn đang diễn ra này. Em vẫn quà thì vẫn đang diễn ra mọi người nhá. Có anh em nào lên KQG là Guru không? Này, có đá Ruby với cả Safi này. Có anh em liên hệ nha, vì làm video phát đâu lắm được tiền lấy hàng đấy. Em vẫn đổi vẫn đang diễn ra nhá, mảnh Peromosa bá chủ vẫn có này, boss thế giới này, Ho-o này. Đấy. Cá vàng là tiền dinh có hot các kiểu anh em và cuối cùng đó là quần đảo. Hôm nay vẫn đang còn cái này tranh thủ đi quét thôi. Đấy, quét nhận đồ anh em. Tranh thủ đi gom đồ thôi. Tranh thủ đi gom đồ nào. Ok đi khám đồ luôn. Một cái cộng 4. Hai cộng 3. Một cái cộng 4 tiếp. Hai. Để xem nào. Cái con này là cộng mấy giờ ra. Con này như là bắt đầu cộng 4 anh em. Đây món đầu tiên đến cho cộng 5 nha. Rồi, một món đầu tiên cho lên cộng 5. Của con PR của mình như là cộng 3 hay cộng 2 á. Cộng 3. Cộng 3 mà đồ này giờ không có anh em. Ok. Mình đang bảo chất tháo của át khỉ ra nha mọi người nha. Của át khỉ mình nghĩ cái món này đúng là nó tăng ngon thật. Nhưng mà mình nghĩ không nên đeo cho món này. Món này đeo cho con White thì nó quên con Black nó sẽ hợp lý hơn nha mọi người nhá. Món này để đeo cho Black đây này. Mang cho cháu Black này thì sẽ hợp lý hơn. Ghép luôn. Đấy, mang cho con Black này nó sẽ hợp lý hơn anh em. Rồi, ok. Lần qua được cái đấy rồi, tiếp tục. Hắn có nhiều may, hôm nay có nhiều cái lần lắm. Sáng nay bị nó vừa sáng nay nó vừa mới đưa quà về, nó vừa mới trả quà về mà anh em. Nào đi ba đi mở xem nào có gì những gì nào. Tiền à, toàn thủy tiền thôi. Một phát với cái gì đấy, thẻ gì đấy, từ từ xem nào.
Thẻ Xtep Pro. Sản phẩm của bộ đội phó bản. Cái này chắc mới anh em, chưa dùng được. Cũng cái kiểu mới anh em, chưa dùng được. Có ra được cái gì ngon không trời. Thôi một hộp nói skill vậy, cho nó ra được cái gì ngon thì được thôi. Ra được cái cam con nè, cam tím đi con nè. Dù chả bốn hộp không ra được cái cam tím nào anh em, buồn ghê. Nếu như mà mình thích xem mình đâu phụ kiện thì ok, giờ anh nên chưa like lên kéo tổ đội lên server mọi người nhá, thì mới có phụ kiện để mà lâng được. Cái này gom nhiều điểm mà lâng một thể anh em, mà võ đài thôi. Cũng được 17 ca điểm anh em, chắc đủ lông một phát chứ mấy. 17 ca điểm chắc được lông phát được. Không ăn thua rồi. Đang cố gắng deal cho toàn team lên được 19 triệu, à 20 triệu chứ. Tổng team lên 20 triệu anh em nha. Deal thân mật cho cháu này tiếp rồi anh em. Đang deal lên thân mật trả cho ông Y này. Để tiếp nào, mai lên được bao nhiêu level? 40 không? Chắc 40 anh em, 40, 41. Uầy, 44 luôn à. Càng đét đấy nhầy. Càng đét đấy. Ok, sao đã nâng cấp các thứ xong rồi. Giờ đến việc hôm nay đó là mình sẽ đi đấu PK nha mọi người nhá. Hôm nay sẽ thử đi ra đấu PK coi à, bạn Gao ô thôi. Bữa nay ở server mình toàn anh em chuyển sang gao thôi, gao đỏ, gao bạc rồi các thứ kiểu kinh thật, biệt đội siêu nhân anh em. Nên đi giao đấu PK gặp phải biệt đội siêu nhân rồi. Đấy, toàn gao với cả gao thôi anh em, sợ thật. Ra trận nào. Có hy sinh không? Không có hy sinh anh em. Không có hy sinh à. Không có hy sinh, khả năng ăn cao rồi. Một thổi. Hai thổi. Uầy. Uầy. Nhìn đánh cảm thấy nó khỏe nha mọi người nha. Nhìn thấy team bạn vá mình gọi mình cảm thấy chứ khỏe nha mọi người nha. Cảm thấy có vẻ như rất là khỏe. Bú lên nào. Ừ rồi, cảm ơn. Này dự báo thời tiết tốt lắm hả? Ok, cảm ơn nhiều nha. Ui, cảm nhận khỏe lắm nha mọi người. Ui. Bung lên đi, bung lên, bung môi trường chưa? Bung môi trường lên nào được không? Hạ phá cái này ra anh em. Không vẫn ăn được anh em, team này là khả năng vẫn ăn được cao nhá. Khả năng là vẫn ăn được team này cao. Ui, tuyệt vời. Tuyệt vời anh em, khỏe mấy cũng ăn được. Rồi, top 3 trở lại. À, top 4 chứ. Giờ kiếm xem thằng bạn top 3 này đánh nhấm như thế nào đó. Xem qua được top 3 không anh em. Hay vào nó đánh cho sắp mặt ra nữa. Toàn team lực chiến khủng thôi anh em. Gao đỏ này. Bạn này chơi hai sinh luôn này. PR hai sinh cắt kinh mà 8 triệu. Vị chứng tỏ con PR phải dao động tầm khoảng 6 triệu. 6 triệu, 6 triệu dưới tầm đấy anh em, lực chiến phải dao động tầm đấy. Tí mình thử vào trong gui xem có không. Vì bạn này như cũng cùng gui. Tí vào trong gui xem nó có bỏ vét đấy không biết ngay. Nhưng mà gắt quá anh em. Đó. Quá gắt luôn. Ra trận nào. Rồi. Cái team này rồi anh em. Đây là cái team ý rồi. Team này mình đụng độ trong ấy mấy lần rồi. Không ăn nổi đâu. Ác khỉ nó khỏe lắm anh em. Thì con ác khỉ này nó hạ đội mình luôn. Thì con ác khỉ nó hạ đội mình luôn chứ không chưa cần ấy. Đấy. Con ác khỉ nó khỏe quá. Nuôi ắt khỉ thật đấm nhau giờ đùa.
thua rồi, đau quá. Thì ra bạn này là bạn chơi cái con team ác khỉ của mấy con ấy Rashim hy sinh. Bữa mình còn đánh mấy lần trong vòng đấu, mình có gặp, mình các bạn là muốn biết thằng nào chơi mà khỏe, bạn nào khỏe chơi mà khỏe thế. Hôm nay cuối cùng cũng tìm ra rồi anh em. Nào top 2 coi, top 1 top ấy không chơi được, chơi top 2 anh em. Tem hồn, bạn này chơi tem hồn nhưng nguyên quả tem hồn luôn. Biết thế giữ lại tem mắt khỉ ngày xưa mình khi lại hay. Ra trận nào. Uầy. Uầy. Tem DNC anh em. Nham thôi hay sao chơi, em không chơi lại rồi. Bảo sao lại gấy răng. Đấy, nó đánh cho lại bảo gấy hết răng rồi. Kích hoạt tất cả các hệ bút lên anh em. Ui, thôi. Ui, thôi. Chờ lại anh em, sao lên là top 3 là tuyệt vời rồi. À, top 4 nhá, lên là top 4 là tuyệt vời rồi. Khỏe quá, chơi chưa lại được anh em. Đã cố gắng nâng cấp thôi, giờ lại cố gắng về học hành nâng cấp thôi. Mà top một ngày nào đấy không xa, nhất định ta sẽ phục thù. Ok, cái video giải trí nhảm nhí sáng nay của mình cũng xin đánh kết thúc thôi. Hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo nha. Chúc anh em xem video vui vẻ nha. Cảm ơn bạn đã xem video mình. Bye bye, hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo. Tạm biệt.